chị đừng đi. Ở lại đi. Ở lại học chung với em. Ừ. Cái gì? Chị nói gì? Ừ. Giờ tôi ở lại được không? Dĩ nhiên là được rồi. Chị chọn vậy là đúng rồi đó. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Nè. Hả? Gì vậy? Mày có muốn chơi búp bê với tao không? Ừ. Bạn chọc mình đó hả? Không, không, tao không có chọc đâu. Nếu mà mày thích chơi thì mày vô phòng tao mà chơi. Không thì thôi. Sao hôm nay bạn tốt với mình quá vậy? Tại vì Noel tao mới cho mày chơi thôi đó nha. Ơ, à, nè, đợi mình với. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Giữ lại làm gì? Thôi. Dạ, con tới bệnh viện chút nha. Thôi giữ chị lại đi, giữ chị lại đi mẹ. Trời ơi, ít tiền thôi con ơi, giữ một đứa chăm chỉ là rất là đáng. Giữ thôi. Cho nó đi luôn đi. Đi là con đi á. Nghe lời ba đi, bỏ một ít tiền giữ một đứa chăm chỉ ở lại. Con đã nói là không có tiền. Nếu mà muốn thêm tiền thì ba thêm đi. Vợ đâu có tiền đâu, cho đi đi. Không, giữ với lại đi mà mẹ. Chị đi đâu vậy? Ủa Nguyên, sao cậu ngồi ở đây? Em ở đây chờ chị mà. Chị đừng đi. Ở lại đi. Ở lại học chung với em. Ừ. Cái gì? Chị nói gì? Ừ, giờ tôi ở lại được không? Dĩ nhiên là được rồi, chị chọn vậy là đúng rồi đó. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Em sao vậy? Ngày mai là Noel rồi, mà không ai tặng quà cho em hết trơn á. Vậy em thích gì? Để chị tặng cho. Thôi, không còn đâu. Em thấy trên tivi á, nhà nào cũng có cây thông Noel hết trơn á. Nếu như có thì chắc đẹp lắm hả chị? Vừa to nè, hoặc nhỏ cũng được, đẹp quá. Chị? Thì mấy cái này chị lượm đó. Làm cây thông bằng mấy cái này hả? Ừ. Mà làm kiểu gì vậy? Em làm ngôi sao đi. Ngôi sao dễ, chỉ cần lấy cái này quấn lại là xong rồi. Còn chị sẽ làm hộp quà. Chị, sao không còn gì ăn trơn vậy? Ủa, hai chị em mày đang làm gì vậy? Nam Chi nè, bạn có muốn trang trí cây thông với tụi mình không? Gì? Trang trí cây thông hả? Mấy cây rác này mày cũng thích hả? Ờ mà cũng đúng rồi. Chỉ có mày á mới thích những mấy cái cây rác rưởi như thế này thôi. Merry cây rác mất. Nè, em không làm chung á thì đi ra ngoài đi. Chút xíu chị xuống chị nấu đồ ăn cho. Bộ chị tưởng á em thích ở đây lắm không bạn? Yeah. Xong rồi. Yeah, đẹp quá à. Bây giờ mình mở đèn màu lên á còn đẹp hơn nữa đó. Vậy chị mở đi. Ừ, bây giờ chị qua chị tắt cái đèn phòng rồi em bấm cái nút này giùm chị nha. Dạ. Nút này hả chị? Ờ. Nè, 1, 2, 3, running. Ủa, sao kỳ vậy? Em mở mà. Để chị coi coi, chắc là nó bị hư cái gì rồi á. À, lấy giùm chị cái vít nha. Dạ. Ôi, em chào anh Nguyên. Ủa, em đi đâu hả? Dạ, không có gì. Ồ, cậu cần lấy gì hả? Cây thông Noel hả? Đẹp quá chị ơi. À, hai chị em tôi làm hả?
Đẹp á. Mà cái đèn này không biết nó bị cái gì nữa mà nãy giờ mở không lên nè. Cái đèn hả? Đâu để em coi cho. Cậu biết sửa điện nữa hả? Ôi, ba cái này đơn giản lắm. Tất cả nằm trong cái hộp này nè. Đó, bây giờ mở ra. Đó, nó nằm ở trong đây nè. Mất hồn à. Chị ơi, này nè chị. Ừ, cảm ơn em. Đó, bây giờ mình xiết cái này lại. Đó. Rồi, chị tắt đèn đi. 1, 2, 3, lên. Tắt đèn. Ủa? 2, 3, lên. Chị bật đèn nó lại đi. À, chắc là hồi nãy em siết chưa có kỹ. Em siết kỹ ra. Rồi. Lại nha, lại nha. Lắc đèn đi. 1, 2, 3, lên. Ủa anh bật chưa vậy? 2, 3, lên. À, lên rồi kìa. Ủa cái này là đèn phòng mà. À. Mà nó bị sao vậy? Cái này nó cũng đơn giản lắm. Chị bây giờ chị cứ đi đâu chơi đi. Em cũng đi chơi luôn đi. Thì chừng nào xong em kêu cho. Vậy Tâm Anh đi với chị nha. À. Chị buồn vậy? Chị đang nghĩ gì hả? Ừ. Đâu. Đâu có gì đâu. Mà cậu biết không? Khi mà tôi lên cấp 2 á là mẹ tôi mất rồi. Một tháng trước khi mất, mẹ tôi chỉ sống thực vật, hôn mê ở trong bệnh viện suốt một tháng trời. Rồi 4 ngày trước khi mất là ngày Noel đó. Đêm đó người ta trang trí một cái thông rất là to ở trong bệnh viện. Rồi tôi nằm cạnh mẹ, nhìn ra hành lang, thấy ánh đèn lấp lánh lấp lánh. Cho nên bây giờ mỗi lần nhìn cây Noel á là tôi lại nhớ đến đêm đó, nhớ đến cây khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên được. Khoảnh khắc đó là gì? Là lúc này nè, tất cả các ánh đèn đều sáng lên cùng một lúc. Tôi thật sự rất là hạnh phúc. Và không biết là sau này á, những điều hạnh phúc đó có đến với tôi nữa không? Chắc chắn là có mà. Tin em đi. Nếu chị mệt thì